Hey, xin chào các bạn. Ở video trước thì chúng ta đã làm xong phần danh sách câu hỏi. Tiếp tục ở phần này chúng ta sẽ làm đến phần xử lý đến phần thêm mới câu hỏi. Thì như các bạn biết là đối với phần thêm mới thì chúng ta sẽ có một công việc hết sức quan trọng, đó chính là phần validate form. Thì đây là một vài cái rule mà mình đã giới thiệu ở phía trước rồi, những cái rule mà chúng ta sẽ làm cho phần validate form đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện công việc này đó. Đối với phần câu hỏi thì input của nó cũng khá là ít, nó chỉ có phần nội dung câu hỏi thôi. Tuy nhiên thì đi kèm với nó sẽ là phần câu trả lời và cái option cho câu trả lời đó là đúng hay sai nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái chức năng thêm mới câu hỏi. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái phương thức store ở bên trong question controller này. Thì đây là cái controller mà chúng ta đang sử dụng nó ở buổi trước. Đây, chúng ta sẽ có một cái phương thức là store như thế này. Đó. Và chúng ta cũng sẽ đặt try catch. Mình cũng sẽ đặt try catch. Đối với trường hợp lỗi thì vẫn thông báo một format lỗi như thế này để đảm bảo nó có sự nhất quán trong cái dữ liệu trả về khi mà API của chúng ta có vấn đề, có lỗi chẳng hạn như vậy đó. Và ở đây chúng ta sẽ đi validate thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái question request validate. Thì việc đầu tiên mình sẽ tạo một cái request, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh artisan make request như thế này, request, và chúng ta sẽ tạo ra request là question request. Request đó, sau này chúng ta sẽ dùng chung cho cả update và request thì nó sẽ ok hơn đó. Thì lúc này chúng ta có chúng ta sẽ đưa nó vào trong API, thì chúng ta sẽ đưa nó như thế này API đó. Thì các bạn sẽ thấy nó nằm trong nameplate API này. Để sử dụng được cái question request này thì chúng ta sẽ im nó ở trong controller như thế này, im tên, và các bạn copy cái nameplate ra như thế này cho nó nhanh đó. Ok chưa các bạn? Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt dependent cái request này vào đây với một cái biến ánh xạ ra là request như thế này đó. Đối với phần request, để các bạn có thể sử dụng được nó thì các bạn sẽ sửa cho mình ở đây cái authorize này sẽ là true để nó có thể pass được xuống phần dưới này, và chúng ta sẽ đi thực hiện các rule cho phần validate này. Rồi, thì đối với form thêm mới của chúng ta sẽ có cái nội dung như thế nào. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái API request như thế này, sẽ là create question, thêm question để tạo mới question. Với cái method của chúng ta sẽ là post, và link của chúng ta thì nó sẽ như thế này, không thay đổi. Đó, nó đã gọi lên rồi các bạn ạ. Thì đối với phần body chúng ta sẽ sửa ở đây một chút. Đó, nó sẽ là kiểu JSON. Đây. Ok chưa? Và trong này của chúng ta sẽ có content, chính là nội dung của câu hỏi. Được chưa các bạn? Đó. Đây. Nội dung câu hỏi. Đây là kiểu JSON nên là ký tự của nó sẽ phải là chấm phẩy như thế này. Đó. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ đi validate những thông tin này. Đây. Chúng ta sẽ validate như sau. Chúng ta quay trở lại cái phần question. Thì chúng ta sẽ validate cho phần content. Nó sẽ phải là require. Đó. Ok chưa? Ta chạy nó lên thì nó cũng giống như phần question này thôi. Chúng ta sẽ có một cái phần message nếu cần để chúng ta có thể làm gì, chúng ta modify lại cái message lỗi, và một phần quan trọng không kém đó chính là cái phần mà chúng ta xử lý lỗi trả về đó. Thì chúng ta sẽ có một cái phương thức này để chúng ta xử lý cái lỗi trả về khi mà validate form đây. Và để dùng được cái này thì chúng ta sẽ đưa cái response vào. Thì cái response này mình sẽ lấy ở phần này. Đây. Mình sẽ
sẽ nhúng nó vào trong request này. Đó, được chưa các bạn? Đây, và đây là thông tin báo lỗi. Ví dụ mình chạy lên này, và chúng ta đang chưa nhập gì vào thì nó sẽ phải báo lỗi. Đây nó đang báo là question request does not exist, có nghĩa chúng ta đang bị lỗi gì đó ở đây. HTTP cái này chúng ta cũng chưa nhúng vào, thì anh sẽ lấy ở đây để nhúng vào. Đây, thì chúng ta sẽ nhúng cái này vào. Đó, phục vụ cho phần validate. Đây, khi mình submit vào content chấm này thì nó sẽ phải báo lỗi. Chúng ta vẫn đang có một cái lỗi gì đó liên quan đến question request. Response có rồi này, HTTP ok này, cái này cũng có rồi. Thì qua chúng ta viết sai. Chưa gọi được thằng này vào. Question request này. HTTP request. Ok này, API này. Question request. Đúng rồi nhỉ. Anh sẽ chạy composer đăng autoload lên xem có vấn đề gì không. Autoload. Chúng ta load lại này. Chưa có validator, sorry các bạn, chúng ta bị thiếu. Đó, tất cả những cái mà chúng ta dùng chúng ta phải yêu nó vào. Đó, nó sẽ báo lỗi như thế này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể, việc đầu tiên là modify cái lỗi public function message như thế này. Copy thì nó sẽ nhanh hơn. Chúng ta muốn modify cái lỗi content này cho trường hợp là require, thì chúng ta làm như thế này, chấm require. Đấy, nội dung câu hỏi không được bỏ trống, chúng ta tạm viết như thế này, và sau này chúng ta phải đưa cái này vào trong len để chúng ta làm. Đó, ok chưa, nội dung câu hỏi không được bỏ trống này. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ bám vào cái phần này để validate này. Câu hỏi tối thiểu hai câu trả lời. Đó, chúng ta sẽ câu trả lời chúng ta sẽ đưa sau, bắt buộc nhập câu hỏi này. Đó, một câu hỏi có câu trả lời đúng nữa, phải ít nhất một câu trả lời đúng. Nội dung câu hỏi không được nhỏ hơn 12 ký tự, cũng thực ra là cũng không nhất thiết phải nhỏ hơn 12 ký tự như vậy. Đối với phần content thì chúng ta có thể validate min đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ cho nó vào một mảng này. Đó, thì chúng ta sẽ có cái mảng thứ hai, ví dụ như là mỹ không được nhỏ hơn 10 ký tự, là sử như vậy. Là sử nếu mà chúng ta đã nhập test ở đây, đây là gì? Đó, kiểu vậy. Nó sẽ báo lỗi này, thì chúng ta hoàn toàn có thể modify cái lỗi đó. Thế này, đó là nội dung câu hỏi không được nhỏ hơn 10 ký tự. Nhỏ hơn 10 ký tự. Đó, ok chưa? Chỗ này chúng ta sẽ đặt là min như thế này.
chưa các bạn? Đó, tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ có một phần gọi là answer. Answer. Đối với answer này nó là một mảng chuyển lên như thế này. Trong cái mảng này chúng ta sẽ có các object. Thì answer chúng ta chỉ cần quan tâm đến content. Content là gì? Đây, chúng ta xem lại bảng answer này. Đó, content và correct. Đúng hay sai? Có nghĩa là cái câu hỏi mà chúng câu trả lời này là đúng hay sai. Đó, true hay false này. Kiểu như vậy. Được chưa? Giả sử chúng ta truyền lên như thế này. Đó, chưa pass được qua này. Khi pass qua rồi, chỗ này mình sẽ return trong trường hợp nếu mà pass rồi thì mình sẽ return về một cái format. Chúng ta trả về cái câu hỏi vừa được tạo ra. Đó, thì đây sẽ là question số như thế này. Tạm thời như vậy. Để chúng ta xem được kết quả đã. Đó, ok chưa các bạn? Thì khi nếu mà người dùng nhập đúng rồi, đây, trong trường hợp này chúng ta mới chỉ validate min và length thôi, thì trả về như thế này. Sau này sẽ là những cái câu hỏi mà chúng ta vừa tạo ra. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta cần validate là answer phải tối thiểu là hai câu trả lời. Đó, thì làm sao để chúng ta validate được cái này? Thì chúng ta sẽ đi tạo ra một cái rule, tạo ra một cái rule để chúng ta thực hiện cái đó. Rule cho phần question này, thì đối với cái rule này chúng ta sẽ làm như sau. Thì ở trong đây mình sẽ lấy cái request từ controller vào như thế này. Đó, mình lưu nó ở đây. Đó, mỗi lần chạy qua cái rule này mình sẽ lấy được cái gì? Mình sẽ lấy được cái request. Đó, ok chưa? Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái rule. Chúng ta make rule như thế này. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ quy định là question length validate à, answer length. Answer length tức là độ dài. Answer number đấy, số lượng câu trả lời đấy. Answer number. Answer number validate. Đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái answer number validate này, cái rule này. Thì về cái rule này thì các bạn cũng được học ở những bài trước rồi. Đó là khi mà chúng ta muốn sử dụng cái này thì chúng ta sẽ gọi nó ở trong con, ở trong đây như thế này. Đó, và new như thế này. Đó, được chưa? Và các bạn phải yêu nó vào. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ yêu app rule như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Và trong cái thằng answer number validate này, trong rule này, chúng ta muốn nhận giá trị từ bên request này chuyển sang thì chúng ta sẽ chuyển trực tiếp vào đây như thế này. Có nghĩa là mình sẽ chuyển sang một cái nội dung là answer có s như thế này. Đó chính là cái key mà chúng ta lấy được. Ok chưa? Bên này mình sẽ nhận được cái answer thông qua cái này. Đó, mình sẽ tạo ra một cái biến private ở đây với thuộc tính private ở đây để chúng ta dùng. Thì chúng ta sẽ làm như thế này để cho đến answer bằng answer như thế này. Đó, ở đây chúng ta sẽ lấy ra được cái giá trị answer này để cho đến answer như thế này. Đây, chúng ta thử nhé. Thực ra nó trả về đoạn này, nhưng thực ra là kết quả của cái đăng kia là nó đã đưa về đây rồi. Đây, nhìn thì sẽ hơi khó. Sẽ hơi khó nhiều một chút. Tại vì chúng ta đang dùng cái thằng này. Thế nên là các bạn chỉ hiểu đơn giản là à, khi mà chúng ta truyền request ở đây sang, truyền answer sang như thế này, thì bên này sẽ nhận được cái này. Nó là một mảng nên là mình sẽ đếm count như thế này. Đó, nếu mà nó nhỏ hơn 2, tối thiểu 12 ký tự mà. Nếu nhỏ hơn 2 thì chúng ta sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 thì là true. Đó, còn trái lại thì là lỗi. Đó, chúng ta chạy thử này.
đó thì nó báo dư validation error message, có nghĩa là chính là cái lỗi này. Vì là chúng ta đang nhập vào chỉ có một câu trả lời thôi nên nó sẽ báo lỗi. Thì đây mình sẽ để cái lỗi tạm thời như thế này. Ví dụ như là chạy lên, lên thì các bạn sẽ thấy nó rơi vào cái trường hợp lỗi này đó, có tối thiểu hai câu trả lời, thấy chưa? Trường hợp mình thêm câu trả lời thứ hai vào đó thì chắc chắn lúc này nó sẽ bảo ok đó, được chưa? Nó sẽ rơi trường hợp ok, nó chạy vào controller này đây, thấy chưa? Nhưng các bạn biết là nội dung của câu trả lời này nó đang rộng. Vậy thì chúng ta validate cái content này như thế nào? Chúng ta validate như sau. Thì đây là một mảng nên là chúng ta sẽ làm như thế này. Đối với answer chấm sao chấm content như thế này. Đó, mà require chúng ta sẽ báo lỗi gì đây, default nó sẽ báo như thế này đó, thì mình chỉ cần định nghĩa một cái lỗi chung chung như thế này, answer chấm sao chấm content chấm chạy lên đó, ok chưa? Thì nó sẽ ra được cái kết quả như thế này, answer 0, answer 1. Thì sau này chúng ta sẽ lấy được những cái này để sâu ra, được chưa các bạn? Đó, thì ở đây chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm như thế này thì nó sẽ khá là chung chung đây. Sẽ không được đó, chúng ta để như thế này thì là ok nhất. Nội dung câu trả lời không được bỏ trống thì sau này nó sẽ chạy từ 0 cho đến n, ok chưa? Và một câu trả lời thì chỉ được phép có một câu trả lời đúng thôi đó, chỗ này chúng ta cũng sẽ phải xử lý này đây. Nếu mà hai câu trả lời đúng như này sai như thế này thì ok, ví dụ như là answer 1 hoặc đây sẽ là answer 2, nó sẽ pass cái điều kiện này. Đó, khi pass thì nó sẽ nhảy vào controller. Tuy nhiên thì nếu mà nó như thế này, có nghĩa là nếu không có câu trả lời đúng nào thì cũng sẽ phải báo lỗi. Bởi vì đặt một câu hỏi mà chẳng có câu trả lời đúng nào thì người dùng không thể thi được. Đó, chúng ta sẽ validate cho trường hợp này. Mình sẽ tạo ra một cái rule tiếp theo đó là require answer này. Answer require tức là bắt buộc phải có câu trả lời đúng, correct validate correct correct là đúng, câu trả lời bắt buộc đúng, bắt buộc phải có câu trả lời đúng là gì? Answer correct validate đó. Đó, count answer correct đó. Đếm câu trả lời đúng, nếu mà nó nhỏ hơn 1 thì chúng ta sẽ báo lỗi. Đây thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Đây thì ở đây chúng ta sẽ yêu nó vào trong phần question này. Này.
chưa các bạn? Và chúng ta sẽ ưu nó phần này. Phần này chúng ta dành cho cái gì? Cho phần content này của answer. Thì mình sẽ chạy lên như thế này, new. Chúng ta sẽ new cái gì? Chúng ta sẽ new cái này. Và chúng ta chuyển cả cái answer này đi sai. Được chưa? Và ở bên này chúng ta sẽ nhận được cái answer này thông qua cái này. Thì nó gần giống như đây, mình sẽ copy cho nó nhanh. Nó sẽ gần giống. Đó. Thì nó sẽ có một cái biến ở đây. Và nó sẽ có một cái thuộc tính ở đây như thế này. Đó, ok chưa? Dưới này chúng ta chỉ cần check là nếu mà không có câu trả lời nào đúng thì mình sẽ có một cái correct này. Gọi là gì nhỉ? Flat đấy, chung chung như vậy. Bằng form. Đó. Thì mình sẽ xem này. Trong cái mảng answer này mà không có câu trả lời nào đúng. Đây mình sẽ để là correct. Một cái mảng là correct, là tổng hợp những câu trả lời đúng. Chúng ta sẽ đi kiểm tra bằng cách là for cái này, thằng answer này, vì nó là một mảng mà mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được answer như thế này. Và nếu mà chúng ta kiểm tra là nếu mà cái correct bằng true, nếu như thế này, trên này sẽ là for, thế này chúng ta sẽ là nếu mà cái answer này của correct. Đây các bạn nhìn cái option này này. Mà bằng true có câu trả lời đúng. Bằng true như thế này. Thì chúng ta sẽ put nó vào đây. Array put. Đó. Put. Ví dụ put 1 như thế này. Vậy và chúng ta sẽ return nếu mà cái mảng kia lớn hơn 1, là cái mảng này này, cao của thằng này này, cao của thằng này mà bằng 1 thì là ok, còn bằng những giá trị khác thì đều là sai hết. Bởi vì sao? Chỉ được phép có một câu trả lời đúng, còn 1 đó. Thì đây mình sẽ để là chỉ được phép phải có. Câu trả lời này. Câu trả lời phải có duy nhất một câu đúng. Đó. Thì mình sẽ bắt được hết các trường hợp. Đây. Nếu mà tất cả for thì sẽ phải báo lỗi. Đó. Nó sẽ báo lỗi như thế này. Ok chưa các bạn? Đó, nó sẽ báo lỗi như vậy. Thì chúng ta có thể validate kiểu này. Nó sẽ hay hơn. Thay vì chúng ta để nó lặp theo content thì chúng ta sẽ chỉ validate cho thằng answer thôi. Đó. Với cái này thì nó sẽ hay hơn nhiều. Xin nó được trùng. Đó, answer câu trả lời phải chứa duy nhất một câu đúng. Đấy, câu trả lời đây này. Chẳng có câu nào đúng cả, nhưng mà true là sẽ là ok này. Đó, thì sẽ ok. Đó. Thì đây là cái cách mà các bạn validate như thông thường của Laravel đây. Còn cách này là chúng ta sẽ tạo ra một cái validation của riêng mình và sử dụng theo cái bài toán của mình cần. Đó. Thì ở video này mình giới thiệu cho các bạn qua về cái cách validate và chúng ta sẽ hoàn thiện nó, hoàn thiện cái phần thêm sửa soạn cái phần thêm câu hỏi này ở video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.